chó mông cọc con ngày hôm nay. Đây là đàn con của cáo. Đây là một con đực này. Chó con hơ mông cọc hôm nay. Đây là con cái con của con cáo này. Cái con cáo cháu ngoại sẹo này. Mọi người còn nhận ra chúng nó không? Hôm nay chúng nó to hơn rồi. Đây là cháu nội của sẹo. Và mẹ là con cái bản. Mặt nét lắm. Với cái dàn này thì sẽ để cho nó lên tay tự nhiên được hết. Nhìn ở đây là vẫn phân biệt được đấy. Đây này. Như con này là con đực, con của con cáo này. Cái màu lông của nó nhìn trông nó có cái độ rực hơn. Đây là cháu của sẹo này. Lớn lên cũng sẽ là một con vàng. Cháu nội của sẹo. Tung tăng. Em vẹn tứ mục đực. Đây là em cái. Em cái duy nhất là có tí chỏm đuôi, còn lại là tất cả là đều là cục tịt. Một cái này có tí chỏm đuôi. Đó, nô nhau đó. Em được to hơn này thì có chủ rồi. Mấy con cái của cái đàn bé đâu nhỉ? Đây con cái này là một rồi. Con cái vàng sẫm này là con của cáo rồi. Ở đây, một con cái đây. Đây là con cái cháu nội của sẹo. Đây là hai con cái cháu nội của sẹo đấy. Và con mẹ là con cho bản. Rồi, ok. Như vậy là trong bọn này là có ba con cái. Và con cái vàng này, con vàng cháy này. Đây là con cái. Đực thì đây. Đây là đực con của cáo này. Con của cáo đây. Hai đực này là hai đực con của cáo, nhưng mà đực to thì có chủ rồi. Mọi người mà tìm cọc con thì nắm cái bọn này. So với này cái buổi quay video lúc trước thì có thiếu ba con rồi, có chủ. Mấy con to thì hôm nay mình không quay. Mấy con to là video trước, là mọi người mà quan tâm đến mấy con to hơn thì mọi người xem ở video trước. Đây là quay bọn nhỏ hơn thôi. Con của cáo và con của sứt. Con của cáo thì lông của nó đều dậy hơn. Đây con cái này. Nhanh lắm, nhìn thấy thôi nhưng mà nó nhanh lắm. Nó từ con chó nhỏ nhưng mà nó đã nhanh rồi. Đàn ít con thì con chó nó to hơn. Đàn nhiều con thì con chó nó bé hơn. Nó đẻ nó không có tranh nhau bao nhiêu ngày. Mấy ngày thôi. Tranh nhiều là hơn một tuần. Tranh nhau nhiều nhất là 10 ngày. Gấu chưa? Dạ, tí đã gấu rồi.
đi đâu chó bám đấy. Mày đưa lại đây xem nào. Thằng này là đây là con của con Sứt. Rồi. Hai đực con của Sứt này. Hai đực con của Sứt hôm nay. À. Đẹp tuyệt vời luôn. Bọn này nó sẽ là những cái con đực số 5 và con đực số 6 đấy. Còn mọi người khi mọi người đến thì mọi người đoán trực tiếp thì mọi người sẽ nhìn chọn trực tiếp. Đây là hai đực con của Sứt này. Tên là cháu nội của con Sẹo đấy. Ok. Đây là ba thằng đực con của Sứt đây này. Ba con. 4 5 6 đấy. Ba đực con của Sứt. Hôm nay nó to hơn hôm trước khá khá rồi, gấp rưỡi rồi. Đấy ba con là nặng tay rồi. Rồi. Đây là đực đen tứ mục con của con Cáo. Rồi. Đây là đực cùng đàn. Cùng đàn, hai con này cùng đàn, con của con Cáo. Bụng nó no quá. Bế nó lên sợ tức bụng. Đây là con cái vàng cháy này. Cùng đàn với lại hai con đực con của Cáo vừa rồi. Vàng cháy, cộc tịt. Con này vàng cháy mũi nâu. À, đây là con cái con của Cáo. Cháu ngoại Sẹo. Mẹ của con này và mẹ của cái con hai của cái con cái vàng cháy vừa mũi hồng vừa rồi là hai cái con mẹ của hai con là hai con cùng đàn. Đây thì nhìn nó to hơn hôm trước rồi. Cái mặt này gọi là và cái màu lông ấy thì vào trong video là nhìn nó không rực như bên ngoài đâu. Bên ngoài là cái màu lông của nó nhìn trông nó sẽ vàng rực hơn là trong video. Video nó bị giảm cái màu đi, không hiểu. Nó bị giảm đi. Cái siêu phẩm. Em cái này thì đến hôm nay thì đã nhìn như thế là có một tí chấm đuôi. Có một tí chấm đuôi nhá, đuôi thỏ. Ok, ra chơi đi. Ok, quay bọn nhóc con này một tí để cho mọi người xem chúng nó ngày hôm nay sau một tuần tiêm vaccine có thể đón chó luôn được rồi. Đó. Mọi người cứ hỏi con nào đúng lưỡi hay không thì nhìn ở trên video theo dõi nhé. Từng con một, lúc nó há miệng ra. Nhưng mình thì mình cũng không để ý cái đấy đâu. Trừ phi có con nào đặc biệt là lưỡi của nó đen hết tất cả lưỡi thì nhớ thôi. Như giả sử như con này nhìn thấy hai miệng của hai con này nó đều đốm lưỡi này. Nó đốm một phần thôi. Khi cho nó há miệng ra thì nhìn thấy. Thằng này cũng thế này, thằng bé này cũng thế này. À, con cái này. Tất cả răng hàm đều tốt. Thằng này là đốm dưới không đốm trên. Đực này. Cùng đàn này. Thằng này cũng đốm dưới không đốm trên. Đàn này hai con. Đó. Thế. Để xem bọn cùng đàn thì nhìn bọn cùng đàn. Đốm trên. Đốm giữa với đốm trong. Thằng này không đốm dưới cũng đốm dưới không đốm trên.
Đây này có chấm trên. Chấm này thì chắc là không có đốm gì. Vàng chóe này không có đốm gì cả. Rồi, thằng này nữa. Thằng này chưa xem. Đốm trên, hai bên. Thằng tứ mục này chưa xem. Tứ mục này nhìn thấy đốm trên rồi. Tứ mục đốm trên. Đàn của con sứt là đều không có đốm. Không, có một con. Một con có đốm. Con cái có đốm. À. Còn đàn của con cáo thì đều có đốm. Ok, mọi người mà thích cho con mông cọc Bắc Hà của trại thì lưu số điện thoại với lại Zalo 0901008234 nhá. Thực ra là có dùng hai số nhưng mà cái số ưu tiên cái số đấy là cho mông cọc Bắc Hà. Còn mọi người cũng có thể là có cái số thứ hai là số 0981115000. Đó. Khuyến khích mọi người đến xem chó trực tiếp, nhìn con chó bên ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.